Theo số liệu thống kê từ Ban chỉ đạo 138 tỉnh, thì từ đầu năm 2020 đến nay, số vụ vi phạm pháp luật về ma túy được phát hiện, bắt giữ tăng hơn 10% so với cùng kỳ. Chỉ tính riêng trong tháng 7 năm 2020 thì có 58 vụ, 89 đối tượng có hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy bị phát hiện bắt giữ, tăng hơn 20% số vụ vi phạm so với cùng kỳ. Trong 7 tháng qua, lực lượng chức năng tỉnh đã phát hiện 307 vụ, bắt giữ 457 đối tượng vi phạm pháp luật về ma túy, tăng hơn 30 vụ, 57 đối tượng so với cùng kỳ. Ngoài ra, lực lượng chức năng tỉnh cũng đã phát hiện xử lý hành chính 210 vụ, 627 đối tượng có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.